Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài nhạc chuông trên điện thoại Kyocera Direct VLTE nhé. Đầu tiên ở màn đây này, chúng ta vào phần menu này. Tiếp theo vào phần Tune Setting này. Chọn Setting này. Tiếp theo chuyển xuống dòng số 4 Sound Setting này. Ở dòng này thì chúng ta cái dòng số 1 này là tức là cài zoom cho cuộc gọi đến này. Dòng số 2 là Phone Ring Tune. Đấy thì chúng ta chọn dòng số 2. Thì đây chúng ta sẽ chọn bài hát này, ví dụ chọn bài Sing N Way này, thì mình bấm set thì nó khi mà gọi đến nó sẽ đổ vào cái bài Sing N Way này. Đấy đấy, mình có thể kéo lên kéo xuống để thay đổi các bài mà mình chọn. Đấy, low ring có nghĩa là im lặng, không để bài hát nào cả.